Ngọc chào cả nhà hết nha. Bữa nay thứ ba Ngọc đi làm. Ngọc đang đứng ở trạm bus để review cái vùng nông thôn của Ngọc đang sinh sống nha. Đó, đối diện trước cửa là cái Mary. Đó, nghe chỗ đó nha, là cái Mary nha. Đó, đó Mary đó. Và kế bên là cái vườn cây cát tà bạc. Ở nhà đối diện với lại chạm bít có thằng nhóc nó chơi đá banh, nó cứ bùng bùng bùng. Đường dưới là đường đi về nhà mình. Đây là chạm bít, mình đang đứng ở mặt sau của chạm bít, có cái băng ghế ngồi. Đường khúc trên đó là mình thường đi review, một lát xe buýt chạy đường đó xuống đây. Cái con chó này thì nó bị khùng, không ai làm gì nó hết, nó cũng sủa. Nay tháng 7 rồi, tháng 8, tháng 9 là có fest ở Vam Bê, là trời trời mình sẽ đi review, mình quay cho cả nhà mình cùng xem cái trời trời. Một năm có một lần, đủ nơi hết nha cả nhà, đủ chưa, đủ chỗ hết. Điều mấy cái chỗ kia nó xa, mình không có đi chơi thôi. Đó, xe đưa thơ, xe của bưu điện đưa thơ. Buổi chiều về mình mới đi lấy thùng thơ. Rồi, không có gì hết, xe đưa thơ chạy luôn, là chiều nay hoặc khỏi đi ra mở thùng thơ. Không có thơ từ, không có gì hết thì xe đưa thơ nó đi luôn rồi. Cả nhà nghe tiếng cu không? Ở trên lùm cây á, trên cái lùm cây này nè, rất là nhiều loại chim cu rồi. Ban ngày thì nó đi đây đi đó, nó đi ra quầy rẫy quầy ruộng nó kiếm côn trùng nó ăn. Xong rồi chiều tối chạng vạng thì nó về ở đây này nó ngủ và nó làm tổ trên cao. Không có mèo, không có gì ăn con của nó hết. Trừ ra có mấy con quạ đen thì nó đi kiếm trứng trứng chim, trứng gà, với nó ăn con chim con gà thôi. Bên Việt Nam mình gọi là kêu bằng mấy con diều hâu á, là bên đây kêu bằng quạ đen. Cái chuyên môn ăn mấy con bù câu, nó gình gình cái nó chụp xuống một cái là mấy con đó dính rồi, dính cửa bắt đầu nó nhổ lông rồi nọ nó ăn.
Cái nhà thấy để cái bảng Mary không? À. Chỗ đó là chỗ người ta tới để đăng ký kết hôn, đám cưới đó cả nhà, ở chỗ đó. Ở nhà nhỏ này nè nha. Thì hồi trước mình hai chồng mình qua bên đây là ông xã mình lại đó đó để đăng ký, xong người ta cho cái ngày cho cái ngày để đám cưới đó. Thì hồi trước mình ở đây, nhưng mà hồi đó là không có điện thoại di động để quay phim nha cả nhà, cho nên đám cưới không có quay phim, không có gì hết, không có chụp hình luôn. Để đám cưới mình ngay chỗ đây. Rồi xong rồi vô trong nhà thờ. Rồi bắt đầu về nhà đãi tiệc. Là cái đám cưới của mình là bạn bè của ông xã mình nha, chứ mình không có ai hết nha. Bạn bè của ông xã mình là 25 chiếc xe hơi. Xe hơi như vậy nè, 25 chiếc từ ở ngoài đường đậu vô tới trong nhà luôn nha. Tới sân cỏ. Cái sân cỏ trước nhà mình á là một chục xe. Rồi cái đường á là cũng mười mấy chiếc luôn. Rồi đậu kín mít rồi đậu ngoài đường luôn. Rồi xe buýt tới rồi, mình cũng xin tạm biệt nha, xe buýt tới đây. Merci, bonjour, hello, bonjour, chauffeur. À la famille. Hein? On voit ça à la famille. Ouais. Là bố cô muốn là đi chị à vong gạt đi cho là đi cho chị biết mà chưa chị biết em vong đây mới và mà dễ nâu giờ đi xí mà dễ đường phố đi À la fête. Ah bon? C'est mais monsieur Maggie Songré. Hein? C'est monsieur Songré. Oh. Bắp à cả nhà ơi, bắp nè. À, người ta trồng bắp á. Quand est-ce que tu repars au Vietnam alors? Cette année, mais je ne sais pas quand. Cette année, mais je ne sais pas. Xong rồi chú là bóp oxy, là bóp ông thế. C'est la vendredi, c'est son jeu, pas la plate, c'est tout, mais aujourd'hui c'est encore. Ouais, aujourd'hui ça va aller. Ok.